Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Mọi người ơi, bây giờ là 6 giờ sáng ở Hàn Quốc, là khoảng 4 giờ sáng Việt Nam á. Kiều và anh Hun chuẩn bị đi giao mật ong cho nhà hàng nè. Hôm qua Kiều với anh Hun tước mật á, với lại đóng gói này, sản phẩm này kia là khoảng 1 giờ mấy, 2 giờ đêm á mọi người. Nhưng mà không sao, buổi sáng thức dậy sớm, ăn cơm, uống cà phê, cái là nó tỉnh gà. Buổi sáng ở quê á, không khí mát mẻ yên bình lắm luôn. Hôm nay hai đứa sẽ phải lái xe 3 tiếng đi với 3 tiếng về. Mình tự đi như vậy á, sẽ được tiền lời nhiều hơn, không phải mắc tiền ship. Ở Hàn Quốc gọi là tiền thét be á mọi người. Mình đi như vậy á, mình sẽ gặp được chủ nè, mình nói chuyện rồi á, mình được tham quan cái nhà hàng đó nữa, rồi được ăn miễn phí luôn. Tiền thét be có khi mà mình dễ thương á, người ta còn cho thêm nữa đó. Hai đứa mới khởi nghiệp nên sung sức lắm, không có biết mệt là gì đâu. Vì mọi người biết sao không? Được ông bà nè, cô chú, anh chị và các bạn ở trên kênh YouTube của Kiều á, yêu mến, dành những cái lời khen, góp ý chân thành đến Kiều và anh Hun. Những khách hàng rồi những khách hàng mà mua mật ong á, luôn khen ngợi, tin tưởng nữa. Tất cả những cái điều đó đã làm nên sức mạnh ghê gớm cho Kiều và anh Hun. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người ạ. Bây giờ hai chồng Kiều sẽ ghé vô một cái tiệm ăn Trung Quốc bán chăm bông với lại mì chê chăn á mọi người, cái mì cay với lại mì tương đen Hàn Quốc á. Anh Hun nè. Annyeonghaseyo. Chào lại. Bây giờ hai đứa sẽ ghé vô ăn mì. Kiều thì ăn mì cay, mì chăm bông cay, còn anh Hun nó anh ăn theo Kiều mì chăm bông cay luôn. Nha xe không? Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Rồi nên. Dặn hơn muốn về chăm phải. Chăm phải. Chăm phải dạ. Cái này á. Cái hành tây này là chấm với cái tương đen này, là cái đen này là cái. Cháo rang pizza, cháo rang pizza. Cháo rang mình đến. 소스. 거기에 양념 약간 짜게 소금 넣고 약간 짜게 만들었어. 아, 그래요? 짜장 소스에서 만들어. 아, anh Hun nói cái này sốt sự này ở trong cái mì tương đen á mọi người, giống cái nước sốt của mì tương đen á. Rồi hành tây này chấm với này ăn nè. Anh chấm thử coi, xem thử mà anh thử rồi. 그리고 양파는 양파 잘라서 물에 넣어. 물에 넣으면 양파 안 매워. 아. 그래서 물 있잖아. 봐 봐. 여기 물 있지. 물. 아. 물 뭐 있지? 물을 넣으면 양파 안 매워? 물에 넣고 30분 1시간 있으면 안 매워. 아 그래요? 안 오늘 nói là cái hành tây nè mọi người, xong người ta để nước vô khoảng 30 phút là nó không có cay. Chấm cái này ăn. À xem thử mà anh thử một cục. Còn cái này là gì đây? Cái này là gì? Kim chi là Trung Quốc kim chi. Trung Quốc kim chi. À, cái này là kim chi ở Trung Quốc. Kim chi mà làm theo cái kiểu mà xì tai ở Hàn Quốc, Trung Quốc thôi mọi người. Cái nhà hàng Trung Quốc thôi nhưng mà cái nhà hàng Trung Quốc thôi nhưng mà cái vị là của Hàn Quốc. Anh Hun nói là để năng mẫu cho xem nè. Nước đó là nước gì vậy? Đi ra mùi á. Chích chua nước giấm á mọi người. À, xong rồi năng. Ừ. 식초를 이렇게 넣어야 돼. 아, 얌마 왜 뭐 이래 이런지 왜 써는데? 응? 써? 안 써? 그냥 안 써. 아. 그냥 먹으면 안 쓰니까 식초를 넣어서 먹어. 아, 그래? 맛있어. 맛있어? 근데 진주 식초 넣으면 안 먹으니까 오빠 혼자 시켜, 혼자 먹어. 식초. 해줄까? 안 해. 먹어볼까? 안 먹어. Anh Hun hỏi em ăn không? Em kêu nó cười không ăn. Kiều ăn hành tây sống ăn cũng được nhưng mà không có khoái mọi người ơi. Đó, ăn cái bỏ giấm vô cái chấm cái nước nước đen mì đen đó đó. Ngon. Ngon hả? Anh ăn gì chả ngon. Ông bà ạ, mua cái na thà ngon. Thật là ngon. Đúng không? Mua bà. Ông mua. Ông mua mua. Anh kêu Kiều ăn thử đi em. Không ăn. Bà. Bà ăn mì đó. Ăn mì đó. Mì tổ. Mì tổ. Mì tương bộ rồi. Ăn thử. Ăn.
Cần thanh chiên. Ngon mọi người ạ. Chấm cái nước giấm nó không có chua. Em gì đó. Phá cười. Dạ cái sao? Cái chân à. Làm sao nè ta? Trời ơi. Mọi người nhìn cái tô này cho bay lớn này nè. Trời ơi, cái tô này ăn chắc tới nó tới ngày mai luôn á. Thơm. Thơm không anh? Trời ơi, nguyên một cái tô này mọi người thấy không? Cái tô. Cái tô bự hơn cái mặt của anh luôn. Eagle bao ở bao ẩn khuôn vô tại thơm ạ. Thơm kho. Có gì không? Có cái chưa bự hơn cái mặt của anh luôn. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người ăn. Xin mời mọi người ăn chung với hai chồng Kiều nha. Trời ơi, quá trời một cái tô bự luôn mọi người ơi. Đây như không nhá. Cái cốc chè là gì đó. Bỏ cái giỏ vô cái lon này nè. Không thằng sách tăng đam nhạc gì sợ. Xong cốc chè là gì đó. Phải đấy. Để bông tốt thì nhận. Xúc cả là bộ phim này. Bông tùy xem nhận cốc chè. Ăn một coi vậy. Anh ăn đi. Cả nhìn mọi người nhìn thấy ngon rồi. Wow, bao nhiêu cả? Wow, bao nhiêu cái quả? Toàn là hải sản không? Hải sản mạnh à? Hải sản mạnh. Hải sản mạnh à? Mực nè, tôm nè, bạch tuộc nè, với mấy con giọt nè, rồi á, mộc nhĩ nè, rồi bí ngồi nè, cải thìa nữa nè, đó. Nóng tức là quên chưa anh nó nào nóng rồi. Ngon không anh? Ngon á, quá ngon. Ồ, cái tô của Kiều cũng vĩ đại nữa mọi người ơi. Trời ơi, cái tô này ăn chắc tới ngày mai luôn. Tô gì mà bự dữ vậy trời. Cái này Kiều không có phóng to đâu nghe, mà nó bị lớn nó thiệt á. Đi giữa đường thì hai đứa ghé vô cái quán Trung Quốc này nè mọi người. Anh Huân nói á, là cái quán Trung Quốc này nổi tiếng ở đây dữ lắm. Tuy là cái ông giám đốc á, là người Trung Quốc, nhưng mà ông nấu theo cái cách của cái vị của Hàn Quốc á, nên dễ ăn, không có dầu mỡ nhiều. Tô nào tô nấy là đúng chất lượng luôn, nó bự chà bá lửa, bự hơn cái mặt của Kiều luôn á mọi người. Nhưng mà mọi người tin Kiều ăn hết cái tô này luôn không? Thật sự là ngon lắm luôn, Kiều ăn hết luôn á. Hải sản thì bao la luôn, mực nè, tôm nè, rồi bạch tuộc nè, rồi con sò, con sò gì á mọi người kêu bằng con giọt hay sao á, rồi cải thìa nè, rồi hô bắc nè, rồi mộc nhĩ nè, nước nó ngọt mà nó thơm, nó ngon lắm luôn. Cái sợi mì á thì nó dai dai, nó bùi bùi béo béo, ăn đã lắm mọi người, hút gột gột luôn á. Còn cái nước nó thì đậm đà, trời kiểu phái hút nước gì đâu luôn á. Một tô như vậy á là 200.000 tiền Việt Nam của mình đó mọi người. Đúng là chất lượng theo cái giá tiền của nó luôn á. Anh Huân mới đầu á là ảnh ăn trái chân mơn, mì tương đen á mọi người. Xong cái ảnh thấy cái mì tô chăm bông của cái người kế bên á ăn ngon quá, cái ảnh đổi lại là ăn theo Kiều chăm bông này đó. Ảnh nói là đổi không hối hận luôn. Ăn trái chân mơn cái mì tương đen cũng ngon, nhưng mà nhanh ngán lắm mọi người, mà lại no lâu nữa. Mọi người ơi, hôm nay vợ chồng Kiều bán xong xuôi hết ề mặt hết trơn rồi. Ngày mai bắt đầu anh Huân ảnh đi tước cái mặt mới nè, ảnh đi cắt cái mặt mới về đặng chuẩn bị cho tuần sau nữa. Tự nhiên hồi nãy á, có cái chị comment á là nếu mà chị muốn mua mặt của em á, chị phải làm sao? Chị đang ở hàng nè. Trời ơi, tự nhiên Kiều mừng quá trời mừng luôn. Thường thường á, hai chồng Kiều đây bán cho, giao cho những cái công ty siêu thị lớn á mọi người, với lại chỗ nhà hàng kem rồi đó, này kia rồi đó, chứ Kiều chưa có bán mà lẻ như vậy lần nào hết trơn á. Cái tự nhiên cái chị đó lại nhắn
cái chị đó vô cô mình kêu á muốn mua á, tự nhiên trời ơi kêu mừng kêu vui quá trời luôn, nhưng mà hết trơn mặt rồi mọi người. Ngày mai á kêu anh Hun á đi lại lấy đi lại tước mặt để tuần sau mà cho chị nữa. Ồ. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn chị. Chui ui cho nước luôn. Nè nuốt đi. Cảm ơn anh. Bây giờ hai vợ chồng ngồi nghỉ ngơi một xíu rồi đi chuẩn bị thùng giấy á mọi người, với băng keo này nọ để ngày mai bắt đầu làm việc nữa. À hôm qua á có cái cô á là hỏi Kiều á là chồng có cho cháu giữ tiền không. Hôm nay Kiều chia sẻ với mọi người một xíu nha. Trước khi kết hôn á thì Kiều có một cái sổ ngân hàng. Anh Hun cũng có một cái sổ ngân hàng riêng. Không, anh Hun có hai sổ luôn. Xong cái kết hôn xong á thì anh Hun giao cho Kiều hết. Kiều thì giữ hết trơn. Kiều thì sổ ngân hàng thì tên của người nào là đâu có đổi được đâu. Sổ ngân hàng là của Kiều, sổ ngân hàng là của ảnh, là mỗi người có cái tên này đâu có đổi được. Nhưng mà nếu mà giữ á thì Kiều giữ hết. Cái sổ ngân hàng tiền của Kiều á dạng giống như là tiền lương của Kiều nè, hay là Kiều làm cái làm thêm hay việc làm thêm gì đó, Kiều bỏ vô sổ ngân hàng của Kiều, Kiều không có xài tới. Còn cái sổ ngân hàng của anh Hun á đó là ở trong sổ của ảnh, nhưng mà Kiều giữ, Kiều xài luôn. Cái sổ đó sẽ có hai cái thẻ, một thẻ là Kiều giữ, một thẻ là anh Hun giữ để đi mua đồ. Thường thường ở Việt Nam của mình á là xài tiền giấy á mọi người, thì nếu mà vợ giữ tiền á thì chồng đi đâu sẽ cho vài trăm hoặc là vài triệu gì đi mua đồ này kia, đúng không? Còn ở bên Hàn á thì người ta hay xài thẻ mọi người. Cũng có xài tiền giấy luôn nha. Tiền giấy là khi mà mình đi chợ ở dưới quê, mấy bà bác bà cô đồ người già già đó, người ta thích xài tiền bằng giấy á, người ta hay trả tiền giấy. Với lại những cái siêu thị nhỏ nhỏ, những cái quán nhỏ nhỏ dưới quê á, người ta không có muốn đóng thuế nhiều á. Nếu mà xài thẻ là sẽ có đóng thuế, nên á người ta thích xài tiền giấy hơn. Đó khi mà về quê á là Kiều xài tiền giấy nhiều dữ lắm. Đó là Kiều nói về tiền giấy nha. Còn đa số người Hàn là người ta xài thẻ không à. Đó, còn cái sổ ngân hàng của Kiều á thì Kiều giữ, Kiều để đó, Kiều không có động tới. Còn cái sổ ngân hàng của anh Hun á, tiền ra tiền vô này kia, tiền bán đồ, tiền bán ong và tiền lương của ảnh này kia rồi đó, thì anh bỏ vô thì hai đứa xài chung. Đó là có hai cái thẻ, Kiều một cái, ảnh một cái, đó đi đâu để mình tiện mình mua đồ á, chứ chứ không có phải là ảnh đi đâu cái anh nói em ơi cho vài trăm hay là em ơi cho vài chục. Ảnh muốn mua gì ảnh mua mọi người. Đó, ảnh muốn mua gì ảnh mua. Rồi khi ảnh muốn mua quà, không lẽ ảnh nói là em ơi cho anh vài trăm anh mua quà cho em. À, vậy vậy là trong cái khoản tiền của hai vợ chồng Kiều là như vậy đó. bây giờ tắm rửa sửa soạn rồi hai đứa đi chuẩn bị thùng giấy này nọ rồi xong rồi ngày mai á là Kiều chưa có đi làm công ty được, tại vì ngày mai phải đi lên ngay chỗ mà thành phố, ngay cái nhà, ngay cái chỗ nhà gì ta, nhà chung cư á mọi người. Lúc trước mà Kiều chia sẻ với mọi người đó, hai chồng mua đó nhưng mà giờ không có ở nữa, giờ làm giấy tờ thủ tục để cho người ta mướn á đó. Bây giờ đi lên ngày mai đến ngày lại đi lên chỗ hoàn thiện cái giấy thủ tục này nọ đó, biết số tiền là bao nhiêu, một tháng bao nhiêu, hoặc là người ta thuê có cái người thuê đó mọi người, người thuê nhanh lắm, đăng ký lên là nộp hồ sơ đăng ký lên là người ta lại thuê thuê theo tháng hoặc là thuê theo cái chu kỳ đó, là vậy đó. Ngày mai là hai vợ chồng Kiều đi lên chảnh rồi biết số tiền cho người ta thuê là bao nhiêu đó mọi người ơi. Kiều xin tạm dừng cái video của Kiều ở đây nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương và ủng hộ hai chồng Kiều nha. Xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày nha. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Bye bye.